Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Thanh truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 11 năm 2023, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị phổ biến hướng dẫn thực hiện đề án số 01 về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng đến năm 2025 và chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Chủ trì hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin một số nội dung, vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, thông tin về chủ trương, đường lối, quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đề án 01 về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng đến năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại đảng, vai trò định hướng của đối ngoại trong hoạch định các chủ trương, đường lối và các quyết sách về những vấn đề đối ngoại quan trọng, phát huy thành tựu, khắc phục hạn chế trong công tác đối ngoại đảng, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong ý chí, hành động trong toàn đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, nhằm quán triệt quan điểm của đảng về công tác đối ngoại, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tại trụ sở Ban Tiếp Công Dân, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023 vào sáng nay. Nội dung ông Quỳnh Thanh Bình, bà Quỳnh Kim Ngân và đại diện bà Quỳnh Ngọc Cẩm yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Giang Đoàn vì cấp chồng lên quyền sử dụng đất của 6 hộ, trong đó có quyền sử dụng đất của họ. Tại buổi tiếp, ba công dân nêu rõ, mặc dù kết luận thanh tra ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 6 hộ, trong đó có ông Quỳnh Thanh Bình, bà Quỳnh Kim Ngân, bà Quỳnh Hồng Cẩm không đúng vị trí so với thực địa, nên cần thiết phải thực hiện trình tự thủ tục thu hồi quỹ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan. Tuy nhiên, ba hộ này cho rằng kết luận này thiếu khách quan vì đề nghị cấp đổi lại giấy chứng nhận tại vị trí đất không đúng thực tế, không đúng vị trí mà họ yêu cầu. Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau cho biết, những hộ yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Văn Đoàn theo ý mình là không hợp lý, bởi họ nhận chuyển nhượng đất không liên quan đến ông Đoàn mà nhận chuyển nhượng từ người khác, cụ thể là bà Quỳnh Tuyết Hồng. Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, đã kiểm điểm xử lý công chức vì đã tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 6 hộ không đúng vị trí so thực địa. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 6 hộ làm thủ tục để được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định. Phát biểu kết luận buổi tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt đề nghị trong tháng 12 năm 2023 phải hoàn tất việc xác định lại vị trí đất đúng theo hợp đồng chuyển nhượng, nhanh chóng tổ chức cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân yêu cầu và kiểm điểm trách nhiệm công chức vi phạm trong thực thi công vụ dẫn đến cấp giấy chứng nhận không đúng vị trí, qua xử lý nếu gây thiệt hại cho công dân phải xem xét trách nhiệm bồi thường nhà nước theo quy định. Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh hội nghị thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết của Sở Kế hoạch Đầu tư trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải. Hội nghị đã thẩm tra dự thảo nghị quyết về bổ sung danh mục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Theo đó, tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh sau điều chỉnh là hơn 23.733 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với nghị quyết trước đó. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tiến hành thẩm tra và thông qua nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch và đầu tư công năm 2024 và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023
thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tổng mức vốn dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2024 là hơn 4.212 tỷ đồng. Đề xuất bổ sung hơn 47 tỷ đồng để thực hiện chương trình thực hiện Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023. Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế xã hội của huyện Ngọc Hiển từng bước có chuyển biến tích cực. Đây là kết quả được trình tại hội nghị thành viên Ủy ban Nhân dân mở rộng thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân huyện, thông qua quy hoạch chi tiết công viên văn hóa Bến Dầm Lũng và kiểm điểm chỉ đạo điều hành tháng 11 đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2023 vào sáng nay. Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ dân số huyện Ngọc Hiển tham gia bảo hiểm y tế dược 0,7%, lao động qua đào tạo dược 3,13%, xây dựng lộ giao thông nông thôn đạt 107,5%, thu ngân sách đạt 93,2%, sản lượng thủy sản đạt 63,3% và một số chỉ tiêu về môi trường xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số đều đạt và vượt kế hoạch. Tại hội nghị, các đại biểu thông qua các dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Ngọc Hiển năm 2024, dự toán ngân sách huyện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ ngân sách năm 2024, dự toán ngân sách, phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2024 và nhiều nội dung khác. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của gia đình đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, ấp Cái Giếng, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng và được tập thể tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ ấp liên tiếp 4 nhiệm kỳ. Để nâng cao đời sống kinh tế gia đình, làm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân noi theo, đồng chí luôn cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất với mô hình cây con kết hợp mang tính liên kết chặt chẽ, tạo ra chuỗi thức ăn cung cấp cho các đối tượng vật nuôi, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Dạ đi đi. Với hơn 2 hectare đất nuôi trồng thủy sản, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch áp dụng hiệu quả mô hình nuôi cây con kết hợp. Dưới mặt nước nuôi tôm quảng canh cải tiến 2 giai đoạn, trên bờ vuông tôm trồng so đũa tạo nguồn thức ăn, phát triển mô hình chăn nuôi dê quy mô hộ gia đình. Do nguồn thức ăn tự nhiên trong vuông tôm ngày càng cạn kiệt, đồng chí có ý tưởng sáng tạo, tận dụng nguồn phân dê nhân nuôi trùng, giải quyết bài toán bảo vệ môi trường và thu hoạch sản phẩm trùng làm thức ăn bổ sung cho tôm nuôi. Trong đó có 2 giống trùng, có nguồn gốc tại địa phương và 1 giống trùng nhập ngoại tỉnh. Hiện nay tôi có 3 loại giống trùng. Cái giống thứ nhất là mình tự ủ, để ra là con trùng nước. Trùng nước ngày xưa mình đang có cái tre. Thì sau này đứa cháu ở Vĩnh Long đem xuống cho cái ấu trùng quế. Mà do cái thích nghi, cái môi trường nó không thích nghi. Hiện nay nó vẫn còn sống nhưng mà nó phát triển chậm. Còn bên cái hồ bên kia là mình làm tới 2 giống. Một giống trùng quế nước và một giống trùng cơm. Với đức tính cần cù, siêng năng và chịu khó trong lao động sản xuất, bí thư chi bộ ấp Cái Giếng, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, Nguyễn Ngọc Thạch phát triển hiệu quả mô hình cây con kết hợp, đời sống kinh tế gia đình không ngừng cải thiện và nâng cao, trở thành gương sáng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển kinh tế gia đình. Đối với đồng chí Thạch là đảng viên bí thư chi bộ của ấp Cái Giếng, trong cái gương mẫu, đặc biệt là trong cái phát triển kinh tế gia đình, về đồng chí là thực hiện các mô hình như là trong nuôi tôm quảng canh cải tiến, nói chung trong thời gian qua cũng hiệu quả rất là nhiều. Người thực hiện nữa là mô hình đa cây đa con, trong đó có cái mô hình nuôi dê để phát triển kinh tế gia đình. Xong bên cạnh đó thì cũng tận dụng cái phân dê để là ủ, thứ nhất làm phân, thứ hai là để nuôi trùng. Thì hiện nay đồng chí đang thực hiện là thử nghiệm, đó là nuôi trùng quế và nuôi trùng nước, để làm thế nào đó là tạo cái thức ăn cho phục vụ cho cái nuôi tôm quảng canh cải tiến. Dưới mặt nước nuôi tôm quảng canh cải tiến 2 giai đoạn, trên bờ trồng so đũa lấy lá làm thức ăn cho dê, tận dụng phân dê nuôi trùng tạo nguồn thức ăn bổ sung cho tôm và môi trường trong chăn nuôi luôn đảm bảo. Đây được xem là mô hình cây con có sự liên kết chặt chẽ, tạo thành chuỗi thức ăn cung cấp cho các đối tượng vật nuôi nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.
nhằm kịp thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, kết quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, triển khai những nội dung phương hướng nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới. Chiều nay, Ban dân tộc tỉnh tổ chức buổi họp mặt Ban quản trị, Ban hoằng pháp, các chùa Salaten trên địa bàn tỉnh và các hội đoàn đồng bào người Hoa trên địa bàn thành phố Cà Mau để thông tin về những nội dung trên. Dự buổi họp mặt có Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Dân tộc địa phương, phụ trách phía Nam Tào Diệt Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. Theo thống kê, toàn tỉnh Cà Mau hiện có 33 thành phần dân tộc cùng sinh sống, với hơn 307.000 hộ, trên 1,2 triệu người. Giai đoạn 2021-2025, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau còn 5 xã khu vực 3, 1 xã khu vực 1 và 43 ấp khóm đặc biệt khó khăn nằm ngoài xã khu vực 3. Theo kết quả rà soát cuối năm 2022, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn là 1.042 hộ, chiếm 14,06% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh và chiếm 8,66% trong tổng số hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân vùng dân tộc thiểu số của tỉnh có bước đột phá quan trọng. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong vùng dân tộc thiểu số cơ bản đảm bảo các điều kiện cần thiết cho sản xuất và dân sinh trong vùng. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban dân tộc tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn, triển khai thực hiện hoàn thành 100% đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đề ra trong năm 2023, đồng thời tham mưu ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025, tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định, tổng hợp kết quả rà soát thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 của các địa phương trong tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Chiều nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về chương trình chuyển đổi số quốc gia, địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, kế hoạch nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau. Bên cạnh đó, các đại biểu cùng tham luận, thảo luận về các giải pháp công nghệ xây dựng bản đồ giá đất, giải pháp tổng thể trong chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, thảo luận và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên môi trường. Hướng đến triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các đại biểu tham gia hội thảo xác định, ngoài điều kiện về nền tảng công nghệ số, trang thiết bị máy móc, yếu tố con người, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, cần đẩy mạnh khai thác phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu, đồng thời tăng cường khai thác gắn kết chia sẻ cơ sở dữ liệu với bộ phận chuyên môn và với các cơ quan đơn vị khác liên quan trong thực hiện các thủ tục hành chính, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số, góp phần tạo môi trường làm việc điện tử, xử lý tác nghiệp tất cả các lĩnh vực của ngành bằng hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu, nhằm đẩy mạnh cải cách bộ máy tổ chức, cải cách hành chính. Trong đó, đặc biệt chú trọng các biện pháp bảo mật an toàn thông tin trong việc quản lý, chia sẻ, kết nối thông tin dữ liệu. Thưa quý vị, thời gian qua, tại nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cây lục bình được người dân trồng, chăm sóc và khai thác để sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và làm phân hữu cơ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Riêng tại Cà Mau, cây lục bình phát triển trong tự nhiên khá nhiều nhưng chưa được người dân khai thác sử dụng, gây lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên ban tặng. Tại các huyện vùng ngọt quá của tỉnh Cà Mau, với hệ thống sông ngòi chằng chịch, quanh năm nước ngọt nên cây lục bình phát triển mạnh, có mặt ở hầu khắp các kênh rạch, ao đìa. Nếu được khai thác sử dụng, nguồn nguyên liệu từ cây lục bình có thể đạt sản lượng hàng trăm ngàn tấn mỗi năm. Nó rất ảnh hưởng cho cái mà đi lại phương tiện của dân, và hơn nữa là ảnh hưởng về cái mà nông nghiệp, là thí dụ là máy, tất cả các loại máy đi tới đi lui không được, rồi ghe lúa nó mua là nó đi cũng không được, nó thành ra rất là ảnh hưởng. Cái là coi như là ví dụ giá lúa mình nó phương tiện nó đi dễ dàng thì nó có ấy, còn nó bị cản trở gì quá nó cũng ép mình á. Mặc dù nguồn cung nguyên liệu từ cây lục bình ở Cà Mau rất dồi dào
và có giá trị khá cao, nhưng đã qua, người dân vẫn chưa biết cách khai thác, sử dụng, phục vụ cho sản xuất nhằm tăng thêm thu nhập cho gia đình. Nếu như mà tận dụng cái cây lục bình này thì nó sẽ mang lại cái lợi ích rất là lớn. Cái này cũng là cái nguồn nguyên liệu để chúng ta làm cái thủ công mỹ nghệ như đan giỏ, đan lát các thứ, giúp cho cái bà con ở địa phương có cái công ăn việc làm, góp phần nào đó cũng công tác trong công tác xóa đói giảm nghèo cũng như là những cái khó khăn của hàng ngày của bà con. Hoặc là cái thứ hai là đem lên ủ thành phân hữu cơ, thì nói chung là cái này nếu mà chúng ta xài trồng rau màu các thứ rồi kể cả ruộng lúa mình thấy cũng rất là tốt. Trong khi nguồn nguyên liệu tại chỗ không được khai thác, sử dụng, một số người lại nhận cây lục bình khô từ các tỉnh vùng trên về làm đồ thủ công mỹ nghệ gia công cho các doanh nghiệp nên thu nhập của bà con thấp. Thời gian qua, cây lục bình được sổ bỏ ra sông biển. Tại một số nơi, người dân còn dùng các loại thuốc trừ cỏ để phun xịt, để tiêu diệt. Việc làm này không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Thấy là người ta làm cái nguồn lục bình là thủ công nghệ như là đương đát cái vỏ này kia nữa, cái vỏ sắt đó, thì thấy người ta quay trên vô tiếng là người ta làm rất là đẹp. Có người về hướng dẫn đó để cho chị em đó là làm ra một cái sản vật nào đó đó, thì mình đó là bán cho là các thị trường để thứ nhất là phát triển kinh tế gia đình cho chị em, thứ hai là cái đường đi lối lại là cái đường giao thông á, là người ta đi được là thông suốt. Thiết nghĩ thời gian tới, các ngành liên quan cần tìm hướng đi mới cho cây lục bình. Nếu được khai thác và sử dụng có hiệu quả, cây lục bình sẽ trở thành nguồn nguyên liệu có giá trị, giúp người dân tăng thêm thu nhập và góp phần không nhỏ trong công tác giảm nghèo ở địa phương. Cùng với đó, góp phần bảo vệ tốt môi trường sinh thái, không lãng phí nguồn tài nguyên mà thiên nhiên đã ban tặng cho người dân ở các huyện vùng ngọt hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Những năm qua, phong trào thu gom rác thải nhựa bảo vệ môi trường, gây quỹ học bổng và trao vốn khởi nghiệp cho hội viên được các cấp Hội Phụ Nữ huyện Trần Văn Thời triển khai thực hiện khá hiệu quả, đã giúp cho nhiều hộ phụ nữ thoát nghèo, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Nhằm giúp chị em phụ nữ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời đã phát động phong trào chống rác thải nhựa, vận động chị em hội viên phụ nữ thu gom, phân loại rác thải nhựa đem bán, lấy tiền gây quỹ học bổng 20 tháng 10 và trao vốn khởi nghiệp cho hội viên phụ nữ. Phát động chị em là trong cái sinh hoạt hàng ngày là thu gom những cái loại chai, lọ nhựa để mà đến cái kỳ sinh hoạt hội hàng tháng thì mang lại để mà bán, xây dựng cái quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Ngoài ra thì cũng bán các sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa để mà ủng hộ vào cái quỹ học bổng mang tên cái Ngày Phụ Nữ Việt Nam, đó là quỹ học bổng 20 tháng 10. Đến nay, bằng nguồn quỹ tiết kiệm từ rác thải nhựa, các cấp hội phụ nữ trong huyện Trần Văn Thời đã trao 1.200 suất học bổng cho con em hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, với số tiền 600 triệu đồng. Khi mà nhận được món quà từ Hội Liên hiệp Phụ nữ, gia đình và bản thân các em rất là phấn khởi. Và cũng kịp thời là nhiều em là đứng trước cái nguy cơ bỏ học do cái chi phí học tập cũng tương đối. Thì nay mình thấy mình làm được một cái việc rất là ý nghĩa, thì cũng góp phần cùng với địa phương để khuyến khích cái phong trào học tập đối với cộng đồng, cũng như là thực hiện cái chính sách an sinh xã hội. Ngoài ra, các cấp hội cũng đã trao vốn khởi nghiệp cho 72 lượt hội viên với tổng số tiền hơn 768 triệu đồng. Qua đó, tạo điều kiện cho nhiều hội viên hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Nhiều hộ đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên khá giàu. Trước đây, gia đình chị Nguyễn Mỹ Nhiên rất khó khăn, không có tiền mua giải về mai đồ cho khách. Sau khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời giải ngân 30 triệu đồng thông qua nguồn vốn khởi nghiệp từ rác thải nhựa, chị Nhiên có điều kiện mở rộng quy mô tiệm mai và công việc ngày càng ổn định. Về cái nguồn vốn của bên khởi sự kinh doanh là cái nguồn vốn từ rác thải nhựa của bên phụ nữ phát động,
thì về em mới lấy giải ra nhiều hơn, rồi nó em làm ăn nó hiệu quả hơn, rồi thêm mới cũng tạo việc làm cho số hai chị được ổn định nữa, rồi cả bản thân em thì cái đồng tiền nó nhiều hơn, em có thể cuộc sống trang trải trong gia đình, rồi cho con ăn học. Cũng được giải ngân 30 triệu đồng bằng nguồn vốn phụ nữ khởi nghiệp từ rác thải nhựa, chị Dương Thùy Dương mở được tiệm uống tóc làm đẹp cho phụ nữ và đã có việc làm ổn định, từng bước nâng cao thu nhập. Khi mà được hỗ trợ từ cái nguồn vốn này nè, thì chị em có kinh phí để như mở rộng cái mô hình, rồi cơi nới thêm cái cơ sở sản xuất. Từ đó mà cái điều kiện kinh tế đời sống của chị em mà được hỗ trợ từ nguồn vốn thì cái đời sống là đã được nâng lên trước rất nhiều. Và cái để tận dụng từ cái nguồn rác thải nhựa thì cũng góp phần cho chúng ta là thực hiện cho công tác bảo vệ môi trường. Từ đó mà đã thu hút đông đảo chị em cũng tích cực tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng sẽ tiếp tục nhân rộng 20 cái mô hình này để mà phát động rộng rãi trong toàn thể hội viên phụ nữ trong toàn huyện. Và hội cũng sẽ hướng tới, đang định hướng một số cái mô hình như là cái mô hình ngôi nhà xanh, để cũng tiết kiệm từ rác thải nhựa này, nhưng mà để làm đóng góp rồi hỗ trợ nuôi các trẻ em mồ côi do Covid. Rác thải nhựa bỏ đi gây ô nhiễm môi trường, nhưng với cách làm sáng tạo, sự chắc chiêu của nhiều chị em phụ nữ, các giỏ chai, lọ bằng nhựa trở thành quỹ học bổng, giúp cho nhiều học sinh có thêm động lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hơn trong học tập, và giúp cho nhiều hội viên phụ nữ có thêm nguồn vốn mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo và vươn lên khá giàu. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.